Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, 31 tháng 3. Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng GMS lần thứ 6 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề phát huy 25 năm hợp tác xây dựng GMS, hội nhập bền vững và thịnh vượng. Hội nghị thượng đỉnh khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 bàn thảo các giải pháp phối hợp giữa ba nước để xây dựng tam giác phát triển trở thành một cực tăng trưởng ở Đông Nam Á. Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4, truyền đi thông điệp nói không với khai thác phế liệu từ bom mìn vật nổ. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật thông tin về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba. Sáng ngày 31 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Fernando González, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc ICAP và Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam Marta Rosas. Tổng Bí thư hoan nghênh và cảm ơn Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động, góp phần vun đắp phát triển quan hệ Việt Nam-Cuba, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông Fernando González thông báo về hoạt động của ICAP thời gian qua. Với bề dày truyền thống, quan hệ Việt Nam-Cuba dựa trên sự chia sẻ và tương đồng, nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam những tình cảm hữu nghị đặc biệt, mong muốn nhân dân Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước đó vào trưa ngày 30 tháng 3 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô La Habana đi thành phố Santiago de Cuba, là thành phố lớn thứ hai nằm ở phía đông nam Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba. Điều đặc biệt trong chuyến đi này là vượt qua những nguyên tắc ngoại giao thông thường, cùng bay trên chuyên cơ đi thăm thành phố San Diego de Cuba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ông Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Thân tình, gần gũi và chân thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raúl Castro Ruz đã chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm đặc biệt về mối quan hệ hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Trong trái tim của người dân Việt Nam, luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng của Tổng tư lệnh Fidel Castro cách đây đúng 45 năm trên mảnh đất Quảng Trị. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chuyến thăm Cuba lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự đón tiếp đặc biệt của các nhà lãnh đạo và người dân Cuba, mà như Tổng Bí thư đã từng chia sẻ, khi vừa đặt chân đến hòn đảo tự do kiên cường này là cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình, ở chính giữa những người đồng chí, những người anh em thân thiết. Ngay sau khi đến thành phố Santiago de Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Raúl Castro Ruz đã cùng đi thăm bảo tàng 26 tháng 7, địa danh vốn là niềm tự hào của người dân thành phố Santiago de Cuba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến viếng mộ anh hùng dân tộc Cuba José Martí. Ông là nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính viếng mộ lãnh tụ Fidel Castro Ruz. Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi đến viếng Chủ tịch Fidel, đồng thời khẳng định tên tuổi, cuộc đời trong sáng, tư tưởng và sự nghiệp bất tử của Fidel sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cuba và các dân tộc anh em trên thế giới. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cuba, hai bên đã ra tuyên bố chung. Trong đó, nội dung tuyên bố cho biết, trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Habana do quá trình cống hiến cho khoa học và những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp quý báu của ông Raúl Castro Ruz trong việc củng cố tăng cường quan hệ giữa hai đảng, hai nước và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng ông Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng ngày 31 tháng 3, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng GMS lần thứ 6 với chủ đề phát huy 25 năm hợp tác xây dựng GMS, hội nhập, bền vững và thịnh vượng đã diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Phó Tổng thống Myanmar U Hen Ry Van Thieu, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Takihiko Nakao. Đây được coi là một hội nghị đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 25 năm hợp tác tiểu vùng thành công giữa Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam
cùng với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Hội nghị này cũng định hình cho hợp tác của tiểu vùng trong tương lai sau năm 2022 về một tiểu vùng Mekong kết nối, hội nhập, phát triển bền vững, thịnh vượng và hài hòa. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: chú trọng kết nối thông tin, viễn thông và năng lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và quản lý sản xuất kinh doanh. Thứ hai, đó là thúc đẩy kết nối tương hỗ về thương mại, đầu tư. Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo mới, đào tạo lại nguồn nhân lực. Thứ tư, đó là xây dựng GMX thực sự là một cộng đồng cùng chung lợi ích, cùng nhau ứng phó giải quyết các thách thức chung. Điều này rất cần sự hợp tác chân thành, thẳng thắn, từ đó tạo niềm tin để cùng nhau hành động hiệu quả hơn. Còn Ủy viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại của Trung Quốc cũng khẳng định Trung Quốc cũng như các nước trong tiểu vùng có quan hệ như môi với răng, sẽ tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau một cách bình đẳng, sẽ giải quyết vấn đề trong tiểu vùng thông qua tham vấn chung, đặt trọng tâm vào kết quả phát triển hai bên cùng thắng, đồng thời phải có lòng tin, phải tránh được sự sao nhãng để đảm bảo sự phát triển và hợp tác trong tiểu vùng. Chúng ta cần phải nhanh chóng có các hành động thực tế để sớm đạt được hiệp định RCEP, một nền tảng khu vực cho thương mại tự do. Chúng tôi chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Bảo hộ thương mại không đem lại lợi ích cho ai. Đấy là một tấm vé một chiều mà không đưa chúng ta đến đâu cả. Tại hội nghị, các lãnh đạo đồng thời nhất trí cao về kế hoạch hành động Hà Nội cùng với khung đầu tư khu vực bao gồm hơn 220 chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá khoảng 66 tỷ đô la Mỹ. Dự án này cũng sẽ được cập nhật liên tục trong 5 năm tới và chúng tôi cũng sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới cho những dự án hiện tại cũng như là dự án trong tương lai của GMS để hỗ trợ cho giao thông, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng, nông nghiệp, y tế, phát triển nguồn nhân lực cũng như là phát triển đô thị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những trao đổi, gặp gỡ tại hội nghị lần này sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho nhiều hoạt động tiếp theo về hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Trước đó, tại phiên họp riêng, các nhà lãnh đạo tiểu vùng Mekong mở rộng GMS đã ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhất trí khởi động quá trình xây dựng tầm nhìn dài hạn sau năm 2022 cho hợp tác GMS, nhằm giúp các quốc gia thành viên thực hiện thành công chương trình nghị sự về phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với thách thức chung của khu vực và bảo đảm hợp tác GMS kịp thời đổi mới để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của các nước thành viên trong tình hình mới. Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà hợp tác GMS đã đạt được trong 25 năm qua trên cơ sở triển khai chiến lược 3C, kết nối, cạnh tranh và cộng đồng. Quy mô hợp tác đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ với hàng trăm dự án trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là hợp tác kết nối với việc xây dựng mới và nâng cấp nhiều sân bay, 80 cây cầu, 10.000 km đường bộ, 500 km đường sắt và 3.000 km đường dây truyền tải điện. GMS cũng là cơ chế hợp tác đi đầu thúc đẩy việc xây dựng các tuyến hành lang kinh tế liên quốc gia như hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam và ven biển phía Nam. Các lĩnh vực hợp tác khác như thuận lợi hóa thương mại, nông nghiệp, môi trường đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tiểu vùng Mekong mở rộng hiện đã là một khu vực năng động, hội nhập và có những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các nhà lãnh đạo đã bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ hiệu quả của ADB trong vai trò ban thư ký của cơ chế hợp tác, giúp các nước thành viên huy động lượng vốn rất lớn phục vụ cho các dự án hợp tác. Tại hội nghị, nội dung hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước cũng được các nhà lãnh đạo thảo luận. Hội nghị nhất trí thúc đẩy hợp tác về phát triển bền vững, thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững và tăng cường hợp tác về sử dụng bền vững và cùng quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua hợp tác xuyên biên giới và các nỗ lực chung nhằm đạt an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng đã ghi nhận chiến lược hợp tác ngành trên các lĩnh vực giao thông, du lịch, nông nghiệp, môi trường và thương mại điện tử GMS. Ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 kết thúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Takehiko Nakao đã đồng chủ trì buổi họp báo công bố kết quả của hội nghị.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hội nghị lần này đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã đề ra những định hướng hợp tác lớn trong trung hạn cũng như khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn hợp tác dài hạn của các quốc gia tiểu vùng Mekong. Đặc biệt, hội nghị đã thông qua được tuyên bố chung và kế hoạch hành động Hà Nội vào khung đầu tư tiểu vùng tới năm 2022. Thủ tướng cũng cho biết, điểm đáng chú ý trong khuôn khổ hội nghị chính là diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS6 do Việt Nam đề xuất. Để phát huy sự tham gia mạnh mẽ hơn của các đối tác phát triển và đặc biệt là khu vực tư nhân vào hợp tác GMS, Việt Nam đã sáng kiến lần đầu tiên tổ chức diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS, thu hút sự tham gia của đông đảo các thành phần đại biểu với quy mô lên tới 2.000 người. Các hoạt động đối thoại, trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, cơ hội hợp tác tại diễn đàn đã diễn ra hết sức sôi động và có nhiều cái thảo luận hết sức bổ ích. Thủ tướng cũng cho biết, hội nghị cũng đã khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn dài hạn sau năm 2022. Trong bối cảnh các nước GMS hướng đến chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi. Hợp tác GMS cần xác định được tầm nhìn dài hơn nhằm xây dựng một khu vực GMS hội nhập và thịnh vượng. Thủ tướng khẳng định, đó cũng sẽ là một tầm nhìn bảo đảm cho sự phát triển bền vững, hài hòa, cân bằng ở khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bao trùm, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại buổi họp báo, thông tin về kết quả hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Châu Á ADB Takehiko Nakao cũng đã bày tỏ sự lạc quan tăng trưởng của tiểu vùng Mekong mở rộng, đồng thời cho biết ADB sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ đô la Mỹ cho các dự án hiện tại và tương lai trong 5 năm tới. Hội nghị thượng đỉnh khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 cũng đã diễn ra trong chiều ngày 31 tháng 3 dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit, Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Ho, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Takehiko Nakao và Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới Joachim Levy đã tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao của ASEAN và hai định chế tài chính quốc tế này tham dự hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị lần này đánh dấu chặng đường 18 năm của tam giác phát triển 13 tỉnh biên giới. Bằng những nỗ lực hợp tác không mệt mỏi, Việt Nam, Lào và Campuchia đã hỗ trợ các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển. Điều rất đáng mừng hơn cả là hoạt động của các doanh nghiệp tại địa phương ngày càng sôi động. Đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong khu vực tam giác phát triển với 113 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,59 tỷ đô la Mỹ. Năm tỉnh của Việt Nam thuộc khu vực tam giác phát triển thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỷ đô la Mỹ. Tôi rất tự hào với những nỗ lực để đạt được những mục tiêu trong kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su. Điều này cũng giúp hỗ trợ phát triển kinh tế trong khu vực. Tôi cũng xin thông báo với quý vị, mới đây chúng tôi đã phê chuẩn những hiệp định về thuận lợi và xúc tiến thương mại Campuchia, Lào và Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy trao đổi lẫn nhau giữa chính quyền địa phương và nhân dân giữa ba nước của chúng ta ngày càng nhiều lên, và toàn bộ đó đều không thể thiếu được sự ủng hộ và nâng tựa lẫn nhau giữa nhân dân của tam giác phát triển và nhân dân của ba nước chúng ta. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, ba nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia, cũng như cần phải tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và ứng phó với các thách thức chung. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải có bước đi mạnh mẽ hơn trong chính sách của từng quốc gia, cũng như phối hợp chung giữa ba nước để xây dựng một tam giác phát triển năng động, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, trở thành một cực tăng trưởng ở Đông Nam Á. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đã ký tuyên bố chung về hợp tác khu vực tam giác phát triển và thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh khu vực tam giác phát triển lần thứ 11 tại Lào vào năm 2020. Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đã có buổi gặp gỡ để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả, thực chất giữa ba nước, cùng với thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Và ngay sau hội nghị thượng đỉnh khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10, Thủ tướng ba nước đã đồng chủ trì họp báo về kết quả của hội nghị. Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội nghị cấp cao lần này đã thành công hết sức tốt đẹp với những kết quả thực chất, thể hiện tinh thần đoàn kết và thống nhất cao của cả ba thủ tướng vì mục tiêu phát triển chung. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ba thủ tướng đều quyết tâm chụm lại đoàn kết thương yêu, hỗ trợ và làm hết sức mình để xây dựng cái tình cảm mà truyền thống, xương máu của ba dân tộc Campuchia, Lào, Việt Nam đã vun đắp. Và tính tinh thần đó, ba thủ tướng nhất trí rất cao nhiều nội dung quan trọng của hội nghị này, và đây chính là hội nghị rất thành công. Chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được sự đồng cảm đặc biệt từ Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit. Người Lào chúng tôi lại có câu ca dao cùng ý nghĩa như vậy, với hình ảnh cái kiềng. Cái kiềng ba chân mới có thể đứng bền vững được. Nếu một hay hai cái chân yếu thì không thể bền vững được. Ba nước chúng ta khi cùng đoàn kết thì sẽ cùng phát triển. Các nhà lãnh đạo đều khẳng định, thành công của hội nghị lần này đã mở ra một chương mới cho phát triển hợp tác giữa ba nước, trong đó đẩy mạnh hơn nữa tính kết nối, từ kết nối cơ sở hạ tầng đến kết nối thể chế sẽ là trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, Thứ trưởng Lê Hoài Trung, đồng thời là chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia và Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới của Campuchia và Kim Hồng, đã ký biên bản cuộc họp cấp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen. Trong đó ghi nhận, tại cuộc họp trong 3 ngày qua, hai bên đã khẳng định quyết tâm và nỗ lực cao nhất hoàn thành pháp lý hóa 84% thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được trong năm nay, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng các văn kiện pháp lý, ghi nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4, truyền đi thông điệp nói không với khai thác phế liệu từ bom mìn vật nổ. Mộc bản chùa Bồ Đà tỉnh Bắc Giang được công nhận là bảo vật quốc gia, khẳng định thêm giá trị lịch sử văn hóa của ngôi chùa độc đáo cổ kính nhất vùng Kinh Bắc này. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Hiện vẫn còn một số lượng lớn bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nằm rải rác ở 63 tỉnh thành phố, trong đó tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung, đe dọa đến cuộc sống của nhiều người dân, ảnh hưởng rất lớn đối với an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Sáng ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn tình nguyện viên đã có mặt để tham dự sự kiện với nhiều hoạt động như meeting, diễu hành đi bộ một vòng Hồ Hoàn Kiếm và tham gia vào màn nhảy flash mob. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa Ngày Thế giới phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4, thực trạng hậu quả của bom mìn và công tác khắc phục trên phạm vi toàn quốc. Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức rất nhiều hoạt động, trong đó có cái meeting diễu hành ngày hôm nay. Mục đích là để tuyên truyền cho mọi người nhận thức rõ ý nghĩa của cái việc cần phải phòng tránh và khắc phục bom mìn. Hai nữa là quan trọng, đấy là cái việc kêu gọi các cấp, các ngành, các nước, cộng đồng quốc tế tài trợ ủng hộ để Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn, giảm thiểu cái tai nạn thương tích của do bom mìn gây ra, giúp cho mọi người, đặc biệt là cái nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng một cách nhanh nhất. Với thông điệp nói không với khai thác phế liệu từ bom mìn vật nổ, Ngày Thế giới phòng chống bom mìn năm nay thể hiện khát vọng về một thế giới hòa bình, không có bom mìn, một cuộc sống bình yên và phát triển của nhân dân trên toàn thế giới. Tham gia chương trình này, tôi mong muốn rằng tất cả những người hôm nay có mặt ở phố đi bộ có thể là tìm hiểu sâu sắc hơn về phong trào này, về vấn nạn về bom mìn, và chúng ta sẽ cùng nhau, mỗi người sẽ trở thành một đại sứ để có thể cùng nhau tuyên truyền cho những người khác về tầm nguy hại và cách phòng chống bom mìn.
Tại buổi lễ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao nhiều suất quà, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng cho các nạn nhân bom mìn, trưng bày tranh ảnh phản ánh thực trạng ô nhiễm và mối hiểm họa của bom mìn, vật nổ đối với con người và công tác khắc phục hậu quả. Tôi hôm nay tôi rất là vinh dự và được Đảng Nhà nước quan tâm tới đây, đến thủ đô Hà Nội để họp mặt ngày meeting phòng chống bom mìn. Qua cái sự kiện này thì tôi sẽ về là vận động trong quê hương để góp phần và tích cực ủng hộ cái tinh thần này. Bằng nguồn lực trong nước và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mỗi năm rà phá được từ 40.000 đến 50.000 hecta ở các khu vực ô nhiễm bom mìn. Dự kiến hơn 100 năm nữa, Việt Nam mới có thể khắc phục được hết số bom mìn còn sót lại để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, mang lại bình yên cho cuộc sống. Hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới năm 2018, chương trình Nước Uống Sạch cho Trẻ Em đã được triển khai tại tỉnh An Giang. Chương trình nhằm cung cấp nước uống sạch cho hàng ngàn trẻ em và gia đình tại những địa phương khó khăn đang bị thiếu nước sạch. Trong 2 năm qua, chương trình đã cung cấp nước uống sạch cho hơn 130.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh thành phố bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp. Riêng năm 2017, đã có hơn 60.000 hộ gia đình được nhận hỗ trợ 1.600.000 gói lọc nước, đặc biệt tại các tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10. Năm nay, chương trình được tổ chức tại tỉnh An Giang, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn nước bị ô nhiễm. Dự án thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên ở Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi. Thành phố giáo dục quốc tế là tổ hợp giáo dục tiên phong khác biệt tại Việt Nam với đủ các cấp học từ mầm non đến đào tạo tiến sĩ, bao gồm hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, trong đó mặt độ phủ xanh chiếm 2/3 diện tích. Cơ sở vật chất trong dự án được xây dựng theo chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm các công trình như dãy phòng học, quảng trường trung tâm, sân bóng, hồ bơi, thư viện, công viên động thực vật. Dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm thực tế của hơn 6.000 cư dân. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, sau một năm, chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, thì cuối cùng, bộ mộc bản đang được lưu giữ tại ngôi chùa này cũng đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận mộc bản chùa Bổ Đà là bảo vật quốc gia và khai hội truyền thống chùa Bổ Đà năm 2018. Gần 2.000 tấm mộc bản với gần 4.000 mặt khắc đang lưu giữ tại chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên đều được khắc ở trên gỗ thị. Số bản khắc này gần như là toàn bộ số mộc bản còn lại của thiền phái Lâm Tế đã san khắc trong gần 3 thế kỷ. Kỹ thuật in khắc trên mộc bản chùa Bổ Đà được đánh giá là rất tinh xảo. Thời gian tới, huyện Việt Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng lập phương án bảo tồn, phát huy giá trị chùa nói chung, mộc bản nói riêng gắn với phát triển du lịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.